Combo thôi. Có ai còn nhớ cái combo này không? Combo này thì nó rất là lâu rồi. Và combo xa đâu cũng là một cái combo mà đưa mình vào cái con đường mà mình đi săn bounty. Nhưng mà mình đã kết hợp với super hình mình chứ không phải là long trảo thủ như thế này. Thì hôm nay mình sẽ kết hợp với long trảo thủ cho các bạn xem combo. Khi mà Shadow kết hợp với long trảo thủ kèm theo phụ trợ là cái Yema và cái ná cabucha thôi, dẹp qua bên đi. Yema là chủ chốt, hai đam chính sẽ là long trảo thủ và Shadow. Ở đây thì điểm số mình đang như sau: cận chiến, phòng thủ, trade block để gia tăng sức mạnh của Shadow. Rồi, ok, việc tiếp theo mình cần làm là ai combo Shadow thì các bạn cũng biết là mình phải bắt trúng cái chiêu Z thì mình mới có thể mần ăn về sau được. Rồi, mình phải bắt trúng chiêu Z nha. Các bạn có thể mình show ru lại nè. Đó, mình lướt vậy ha. Rồi, chỉ thấy long trảo thủ các bạn ít nè. Các bạn Z xuống nè. Rồi, Yema các bạn đánh về phía này. Rồi, các bạn V, các bạn C luôn. Xong, vậy là lấm. Người ta chưa chết nha. Mình đánh nó bị hụt một chiêu. Mình đi khí thế lắm mà ta chưa chết nha. Combo này thì các bạn sẽ ưa bị sổng ở cái thức mà mình đánh cây quả long xuống nè. Rồi mình nhấn Z mà không được nhanh đó thì mục tiêu sẽ di chuyển và chạy mất. Nên là đây là cái nhược điểm ở trong cái combo này. Và khi á mà bước vào cái màn bóng đêm này thì người ta có thể sử dụng những cái chiêu thức để người ta lướt ra. Đó, ví dụ các bạn đánh cái màn bóng đêm vậy đúng không? Đó, đây là màn bóng đêm nè. À, sử dụng sức mạnh mình lướt ra đấy. Những chiêu lướt thì người ta vẫn ra vô tư. Nên là lúc trước thì Shadow lợi hại vì cái màn bóng đêm này khó có thể ra được. Nhưng mà bây giờ thì sử dụng những trái quỷ nào mà có chiêu để giúp các bạn di chuyển nhanh để các bạn đi ra là ok thôi. Rồi, bây giờ combo lại nha. Lần này mình sẽ làm lại và trúng cái combo, không có lộ ra cái nhược điểm nữa. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng Soru để mình sử dụng Z bắt mục tiêu. Có tộc thì bạn bật lên Hit Z là các bạn chuyển sang Yema, các bạn đánh xuống. Rồi có V luôn nha. Rồi sau đó là mình chuyển sang long trảo thủ, mình C phát. Vậy xong. Còn mà thấy mục tiêu chưa chết thì mình có thể thả mấy cái con dơi chiêu ít của Shadow nè. Nhưng mà nó có nhược điểm là khi mà mình thả cái con dơi của cái chiêu ít này thì mục tiêu sẽ bị tưng lên và người ta sẽ dễ dàng thoát khỏi cái chiêu V của Shadow. Nên là mình khuyên các bạn là mình nên sử dụng C để kết thúc luôn. Còn cái chiêu ít này là để mình cứa mục tiêu, tại chiêu ít này nó đánh rất là xa mà. Ấy, các bạn có thể canh đó. Mình thả cho mấy dơi ở dí phá kiều sát từ từ. Vậy là ok. Vậy combo đã xong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi săn bounty. Mở vô server chưa chi rồi thấy anh tổ cái hết muốn đánh luôn rồi. Shadow đó anh tổ mệt lắm luôn đó. Để coi coi mấy bạn này đánh được không. Ủa, đang trong trận là trong trận chỗ nào ta? Mấy ba bạn này ít nhất cũng có hai bạn trong trận chứ. À, thì ra là đây. Lại ăn hiếp liền chứ, nó hốt liền. Đã nói cái vụ gì mình không giỏi chứ cái vụ mà KS hay là cắn lén thì mình giỏi cực kỳ giỏi luôn. Làm gì? Nóng hay sao? Gì mà thả chim én gì hết vậy? Nóng rồi, cay cứu rồi, cay gì tới bạn luôn nè. Trời ơi, sao đấm cái chiêu Z cũng hụt nữa ta? Kỳ vậy? Lại đây. Trời ơi, mình là bộ mình giữ mà vậy các bạn à. Nó xà vô đây là mình hốt liền. Đóng băng cái gì? Trời, trái băng là chỉ có việc là bay trên không thôi mà kiểu nào đóng băng được. Nên là mấy bạn mà BB á, mà sử dụng trái băng á là đừng có fly nha, đừng có bay. Bay là gà là cùi đó các bạn. Trời ơi, mình đánh với mấy bạn sử dụng trái băng nhiều mình biết rồi. Mỗi lần mà ai sử dụng trái băng mình bay trên trời không thì chung chữ. Nhưng mà cuộc sống mà các bạn đâu có như ước nguyện của bạn đâu. Ta đánh sao ta đánh đúng heo các bạn. Mà nãy mình đang phân tích có hai bạn chà chà bụi bụi bặm mình lắm nha. Đây để mình tém bằng này trước cái đã. Mình thấy các bạn chà bụi bặm bên kia rồi. Từ từ. Đó, bạn này nè, nãy nhảy ra cầm vũ ru vỏ trong ngõ ác mình quá trời luôn. Giờ nè, ở đây nè, trời ơi, tấn tài luôn, tấn tài hiếp minh nữa chứ, trời ơi. Trời ơi, giả ai giả bạn mình, nó chết rồi. Hàng thiệt với hàng giả lẫn lộn. Mà mình thì chắc chắn là phân biệt được rồi. Tại tấn tài cái minh thì mình có kết bạn mà. Hai thằng chơi chung mà không biết ạt của nhau nữa là thôi dẹp luôn đi, nghỉ chơi đi. Anh em chơi thân với nhau mà bị một bạn nào đó lừa đảo vụ là kỳ lắm nha. Hốt liền đây nè. Gồng cái gì mà gồng chụp đầu liền. Xảy qua đây. Trời ơi, chưa kịp là mấy ấy bị thiêu đốt chết rồi rồi đã. ăn cái nguyền các bạn. Ăn nhiều đóng phê gì đâu á. Nữa không. Nữa thì chơi à. Mình thì dễ lắm. Tại con cái gì trời, cái chân gấu chà bá hiến vậy. Cửa từ từ thôi. Đây nè. Bị mấy dư của mình tới chết các bạn. Tấn tài gaming HCM. Rồi còn 1990 nữa. Nhớ là tấn tài 1997 mới đúng mà bạn ơi. Bạn pha kia chỗ này là chết rồi. Trời ơi.
tắm tối rồi về liền các bạn. Mình không biết gì, mình cứ về, mình trốn bên trong đây nè. Giỏi đánh mình đi, lạng lạng qua lạng lại nha, đứng yên chỗ tao quýnh thiệt à. Còn sáu cả mấy máu cũng được nè, giờ mình cứ chui chui đây nè để coi bằng đó làm được gì. Làm gì bạn, vô hốt liền. Tập kích bất ngờ. Rồi vậy là bạn kết thúc rồi. Với tôi chưa về mới xài luôn á. Mới xài chưa về luôn. Quên là nó chưa hồi. Hồi về là bạn ấy tàn đời rồi. Không sao, chúng ta làm lại. Không được keo này ta bày keo khác còn nhiều mà. Thả rồng. Thả rồng chỉ để đánh lạc hướng thôi. Thật ra là mình ủ âm mưu to lớn rồi. Lại đây là mình cho lết liền. Xong. Vậy là kết thúc rồi đó các bạn. Ăn bạn ấy cũng được 100k đó. Bể mất 100k chứ nhầm. Còn mình ăn tổng cộng 3 mạng là chỉ có 5 mấy k. 5 mấy k, được phân nửa thôi cũng được. Có hơn không đúng không bạn? Ở đây xem bụi đông vui hơn bụi rừng nha. Bụi bậm lắm ở đây nè. Nhảy vô liền, quất lên bụi lên sình ở chỗ này luôn. Chà, không biết gì đâu, mình không biết gì đâu. Vê, ôi, bấm lộn chiêu C. Cứ vê là được rồi, vê mình C mà. Cũng đâu có thoát khỏi đâu. Chỗ này là như một cái hang, một cái ngục tù mà. Chạy làm sao thoát khỏi gặp cái thanh bóng đêm của mình nó cao nữa. Nên là quất cái là diện rộng là chạy đi đâu được. Lọ mọ định me gì đây, chưa kịp me mình đây, đây là mình tém đây nè. Trời ơi, dỗ gì mà dỗ dính diêu rồi bạn ơi, rồi kết thúc rồi. Vậy mà cái về cái xê luôn. Dày cho nó chắc cú. Đi nguyên cái combo luôn. Tiếc chiêu thức chi để lát ta chạy mất công rồi mình dí mình rượt nữa. Khổ. Nên là đừng tiếc chiêu có rồi mình làm luôn. Anh ôm anh ké vậy anh ôm. Anh ra mà anh ăn ké kiểu này là anh toan rồi. Anh phải canh mà lúc mà người ta cổ miếng máu sụp sình á, nó mà ăn ké đây nè. Anh ăn ké kiểu này là tao quýnh anh vỡ đầu, anh thấy chưa? Thấy nát như tương chưa? Để người ta đánh xong đi rồi anh cứ nhảy vô anh ké, người ta cổ miếng máu anh nhảy vô, anh rà liền, độc tố mà, dễ KS lắm, KS là cực kỳ dễ luôn. Mà anh cứ chơi anh rà trước vậy không à. Còn hai đứa nó bu là nó quýnh rồi anh chịu sao nổi. Gặp em thì em đứng ngoài em nhìn thôi, như khán giả ơi. Thấy người ta hối hé lại cái tém liền. Đã em dặn anh rồi anh ôm. Để ta đánh cụ miếng máu đi coi hai bên lưỡng bại câu thương. Ai còn ít máu thì nhảy vô anh xà độc tố. Chứ anh quýnh kiểu này là anh toan rồi. Anh phải lên cho đồ trên ly học một khóa đi KS đi anh ơi. Chứ vậy là chết rồi. Nè em vũa nè trời ơi. Ta đem đầu cho chúng vũa luôn mà mình vũa cũng học luôn. Nhưng mà cái vê mình để cái vê nổ cho nó đẹp chứ chẳng qua bằng kia quất cái sông kiếm Odin quất chiêu qua dính được miếng đam cái mình vê cái mình lụm luôn. Mày thấy chưa? KS nó đã ăn vào máu rồi. Dù có sông kiếm Odin đi chăng nữa thì mình vẫn có thể KS được. Đỉnh của đỉnh rồi các bạn ơi. Tự tay hành động nha. Dù... Nữa hả anh ôm, gặp anh nữa hả? Nhìn cái mặt rồng của anh là em ngán còn hơn cái bờ tường nữa, chai còn hơn mặt ất rồi. Sao anh KS anh phải học cái kinh nghiệm từ em. Trời ơi, giờ biết rồi đó, giờ biết ra dí mới rồi đó. Giờ mình tém bạn này cây. Quất vô nốt, quất vô, bắn vô, bắn chiêu vô. KS mà cũng không có kinh nghiệm nữa, trời ơi, thiệt. Bám vô dữ dội vô trời. Thì bám hết chiêu vô, biến thành rồng già đi, sức thế đi chứ. Anh KS vậy là hỏng rồi, mà thôi mình cũng không đánh nữa. Thấy nôm ra phá riết à, chắc chạy server khác quá. Chứ nơ mình chơi anh xà độc tố kiểu này chắc có ngày chắc mình cũng đi xa. Thấy thấy vậy thôi nha các bạn. Đang đánh nhau cái nơm xà cái bạn kia lỡ tay mình cũng biến máu mà. Lụm luôn phối hợp với nơm là mình đi xa nên thôi. Chạy là chắc ăn nhất. Xe vờ nó vắng tanh. Cái gì vậy trời. Sao không có ai hết vậy nè. Thấy được khách hách đây rồi. Quất coi chứ còn chờ gì nữa. Đánh chiêu vô. Nhoi vào. Chưa, mình đánh cũng đâu có trúng đâu, người ta là hách mà. Đánh chiêu vô có thấm thía gì. Hách là làm như cái mây rùa vậy, đập hoài không dở, xài chiêu tụi hiệu ứng không mà không gian nó đứng yên chỗ à. Bởi vậy hách Nomi đó là quyền lực vô hạn. Bề bề vậy trái đò ứng quá, trời ơi, thức tỉnh tộc luôn kìa. Trời ơi, cái tộc thiên tăng. Thôi anh đấy, lướt lại chơi luôn, quất không tính thân sợ gì. Rào, cùi đầu cùi cổ mình rồi. Mình cũng phải thức tỉnh tộc lên chứ. Nhảy. Mình nhảy từ từ mình le me nó lướt cái gì mà lướt. Giờ mình thả mấy con dơ không mà rống rồi làm sao hả? Gì kỳ vậy? Thức tỉnh tộc thiên thần sao mà chạy làm sao? Trời đất ơi. Tôi chạy lúc luôn rồi. 30 mơ.
cái combo cổ truyền như thế này mình đánh chạy 30M rồi các bạn, 30M sử dụng trí đua chạy luôn rồi. Phải ông đúng rồi. Thanh này nãy đi vậy? Thanh cu te mà mình đánh cho thành thanh te. Này thì cu te với mình hả? Quýnh cho tè luôn mà các bạn. Quýnh cho tè cứ. Giờ bạn đó quyết tâm làm lại nè. Thanh thanh tè cứ sẽ báo thù. Để coi đó báo thù sao. Đó làm cái gì? Bật cái tộc tiên thần lên là làm được gì hả? Lướt xong kiếm lên lướt tới nha. Rồi đá mặt trăng chơi nha. Rồi xong cái lao đầu vô cho mình quém. Thôi ơi, rồi tàn đầu rồi nè. Vê cái nữa. Tè cứu thiệt mà các bạn. Tè cứu, tè cứu. Thành tè cứu. Ờ, 30M quốc còn 29.9M luôn. Chạy với mình nữa. Nữa không, nữa không, nữa không, nữa không. Nữa không, nữa không, thành tè cứu. Nữa nè. Rồi, không nữa rồi. Thôi, cha bạn ấy nương, anh nhường nhường mình đó. Chắc thấy cũng chicken get bounty. Sợ đánh cái rớt bounty chạy làng. Nên là nhường mình thôi. Chứ bạn 30M đánh ảo lắm. Rồi cảm ơn rất nhiều các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video. Và cũng cảm ơn đa số các bạn ở trong server. Hãy mình, chơi với mình, bb với mình. Cảm ơn mấy bạn nhiều. Và hẹn gặp các bạn trong video sau nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.